Chào tất cả các bạn, hôm nay tao sẽ hướng dẫn các bạn cách pha công thức nước ép 2 tầng, đó là nước ép cà rốt và nước ép táo. Thì đầu tiên các bạn sơ chế thì các bạn lấy cà rốt mình bỏ vô máy ép, ép xong mình lấy nước cốt mình cho 50 ml vào đây. Sau đó mình lấy táo mình sơ chế, mình cho thẳng táo vô trong mình ép, mình lấy 50 ml nước cốt ép táo. Nhưng ép táo thì các bạn phải cho thêm muối để tránh tình trạng bị chát và đổi màu. Thì đầu tiên mình cho nước ép táo vô trước 50 ml, đó mình cho tiếp tục 20 ml nước đường, sau đó mình cho một cục đá vào. Rồi tiếp theo mình sẽ cho 50 ml nước ép cà rốt. Rồi các bạn nhớ mình đổ nhẹ nhàng ở trên viên đá để tránh tình trạng bị lon tầng. Rồi sau đó mình sẽ trang trí một cái ống hút, mình để nhẹ nhàng thôi nha các bạn, nhẹ nhàng thôi để từ từ xuống để tránh tình trạng mình sẽ bị lon tầng. Rồi sau đó mình sẽ cho một cây khuấy. Rồi mình sẽ trang trí một lát cà rốt. Rồi mình có một cái ly nước ép 2 tầng rất là đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.